Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp cái chủ đề tiếp theo của phần mềm luyện từ vào câu tiếng Việt, đó là cái chủ đề phân loại trạng ngữ. Thì trạng ngữ là một trong những cái phần kiến thức được học tương đối sâu và liên tục trong suốt cái chương trình tiểu học tiếng Việt tiểu học. Chúng ta vào xem thử phần cái chức năng này. Chức năng có bốn cái bài học chính: một là phân loại trạng ngữ trong câu, hai là xác định và phân loại trạng ngữ, ba là xác định câu hỏi theo trạng ngữ, và bốn là xác định trạng ngữ tổng quát. Đấy, thì cái phần này nó tương đối là gọn và nó chặt chẽ theo những cái phần kiến thức đã được học. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các cái bài luyện của nó. Đầu tiên là phân loại trạng ngữ, thì nó có cái bài, có những bài luyện và cụ thể phân loại trạng ngữ theo cái loại cụ thể, ví dụ theo trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích, trạng ngữ chỉ phương tiện, và cái bài luyện phân loại trạng ngữ tổng quát. Chúng ta hãy làm thử một cái bài phân loại trạng ngữ chỉ nơi chốn. Thì phần mềm hiển thị ra cái một câu, trong đó cái phần trạng ngữ đã được đánh dấu, và chúng ta sẽ phải lựa chọn. Đây là cái bài luyện theo từng cái dạng một, cho nên chúng ta cho học sinh luyện, nhưng mà chúng ta biết ngay được số của đáp án của nó. Đây là cái đáp án là trạng ngữ chỉ nơi chốn, chúng ta bấm vào đây. Đúng Đây, rồi đấy. đấy, phần mềm sẽ cho học sinh ra những bài luyện như này đó. Đây là nốt chúng ta có thể nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho cái bài luyện này. Cái việc nhập này là rất đơn giản. Chúng ta sẽ nhập nhập một cái mẫu câu, trong đó cái phần mà trạng ngữ được lưu ở trong cái tạp là TNG như thế này. Một cái bài luyện như vậy có thể có một hay là nhiều cái câu để luyện, và chúng ta phân loại trạng ngữ ở phía dưới này. Chúng ta làm cái sang cái bài phân loại trạng ngữ tổng quát, thì phần này là các bài tập là tương tự, tuy nhiên là không, là đáp án của chúng là một trong những cái đáp án ở phía dưới này. Vậy xa xa thấp thoáng trong màu xanh bạt ngàn của cây rừng, những bông hoa chuối nở đỏ rực như những bó đuốc sáng rực cả núi đồi. Đây là gì? Đây là cái trạng ngữ chỉ nơi chốn. Hay. Hai bên đường chắc cũng là chỉ nơi chốn. Đúng rồi. Ta được tìm đến một cái bài khác, đây là khi mùa hè sang mẹ tôi lại, như vậy đó là trạng ngữ chỉ thời gian. Giỏi. Bài như đây là cái bài cái chủ đề đầu tiên. Chủ đề thứ hai là xác định và phân loại. Đó, thì chúng ta có những cái bài cụ thể xác định phân loại theo từng loại một, ví dụ như xác định phân loại trạng ngữ chỉ nơi chốn. Thì với cái bài này chúng ta sẽ phải đánh dấu cái cụm từ là trạng ngữ, và bấm vào một trong những ở đây để kiểm tra. Thì trong bài này chúng ta thấy là cái cụm từ là chỉ là từ trong vườn, chúng ta gọi nhập vào là trong vườn, bấm vào đây. Đấy, mềm sẽ sai kiểm mất tra. rồi, bạn hãy xem kỹ lại đi À, nào. cái bài này cần phải chọn chính xác, nó phải cả một đoạn dài như này. Chúng ta sẽ làm lại, là cái cả cái bài là trong vườn bên những bông hoa hồng bông cúc mới nở đó. Đó, phía sau trường trong các vườn sinh vật rất nhiều loại cây, như vậy đây là cái cũng là chỉ nơi trốn, và nó phải là trong các vườn sinh vật đó, nó như thế này đó, kiểm tra. Chỉ nơi trốn. Tốt để tìm cái bài khác nhé. Trong tủ kính, trong tủ kính nó vẫn là chỉ nơi chốn, nguyên nhân mục đích vẫn là chỉ nơi chốn đó. Hay lắm. Đó, tương tự như vậy với những cái bài khác. Sang bên này chúng ta sẽ làm quan tập liên quan đến xác định câu hỏi. Đây là xác định thành phần và phân loại trả ngữ, cũng là xác định câu hỏi của trả ngữ. Chúng làm thử nhé, chỉ thời gian đây nhé. Đây, chúng làm cái bài đây. Cái đây phần mềm đã đánh dấu cái trạng ngữ rồi, chúng ta đặt câu hỏi cho nó thôi.
Vào đời vua Hùng Vương thứ sáu, Thánh Gióng được phái xuống giúp người ta đánh đuổi giặc Ân. Thế thì cái cụm trả ngữ này trả lời cho câu hỏi nào ở đây? Đấy. Ở đâu, nhờ đâu, khi nào, bằng gì? Đáp án là khi nào. Đó. Ta sẽ... Đúng rồi. Mỗi khi thấy động, chú chó mực lại sủa lên đi nhòi. Đó là vẫn là khi nào. Đó. Phần mềm sẽ tự động sinh ra cái chúng ta có thể nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào dưới cái dạng là ta bấm nút người dùng tự nhập và chúng ta sẽ có thể nhập cái câu hỏi ở đây. Chú ý rằng là khi nhập cái mẫu câu ở đây thì cụm từ trả ngữ được lưu trong cái hai cái thẻ tạc là TNG như thế này. Và mẫu câu hỏi được lưu ở đây, lưu ở bên này. Đây là câu văn chính, đây là câu hỏi. Đó. Và chúng ta xem phần cuối cùng là phân loại trả ngữ tổng quát, cái bài tổng quát của tất cả những phần trên này. Chúng ta xem lại nhé. Một là tìm xác định phân loại trả ngữ. Phần mềm sẽ hiển thị ra cái bài tập, chúng ta sẽ phải lựa chọn. Để mài cho răng mòn đi, chuột luôn luôn phải tìm vật cứng để gặm. Chúng ta sẽ phải chọn, đây chính là cái cụm từ là trả ngữ. Và ở đây là trả ngữ gì? Trả ngữ chỉ mục đích. Chúng ta bấm vào đây, kiểm tra. Đúng rồi. Phần mềm sẽ tự động. Cứ giữa trưa, chúng tôi lại trốn ngủ trưa để xem các anh chị đi kéo tôm, kéo cá ngoài sông. Cứ giữa trưa, ở đây là trả ngữ chỉ thời gian. Đó. Đấy. Các bạn chú ý rằng là mỗi một cái cụm trả ngữ thì thể hiện bằng cái màu sắc. Chúng ta có thể vào cái nút này để chúng ta thay đổi cái màu sắc của các cụm trả ngữ, có thể lựa chọn được các màu sắc ở đây. Và khi chúng ta lưu lại cái màu sắc này thì chúng ta muốn đổi cái màu xanh này chẳng hạn, đổi sang cái màu khác chẳng hạn, tôi đổi sang màu xanh, đổi sang cái màu khác, tôi lấy ví dụ đổi sang màu này chẳng hạn nhé, thì từ lần sau tôi bấm chấp nhận thì lần sau chúng ta mở máy tính ra nó sẽ một nó được lưu lại ở đây. Cũng tương tự chúng ta có thể nhập dữ liệu đầu vào ở đây ở trong cái phần này. Còn dạng bài cuối cùng là dạng bài ở đây, bài thứ hai là xác định câu hỏi. Đó là cái bài xác định câu hỏi. Thế như vậy là phần mềm hiển thị ra cụm từ trả ngữ và chúng ta sẽ phải chọn cái mẫu câu hỏi, cái câu hỏi tương ứng, đặt câu hỏi trong cụm trả ngữ này. Vậy là vì tương lai của các bạn, bấm là vì cái gì? Đấy. Đúng rồi đấy. Trong biển lá xanh dờn, lá dậy mùi hương, lá trà bị hôn nóng dưới nắng mặt trời trong biển lá xanh dần. Như vậy đây là ở đâu? Đây là cái trả ngữ ở đâu? Đúng rồi. Chúng ta chú ý rằng là cái cụm trả ngữ này là được xác định cái màu sắc bởi cái nút này. Đây vẫn là cái màu sắc mà từ lúc nãy. Nhưng mà chúng ta vừa mới tìm hiểu tất cả những cái dạng bài luyện, các chủ đề trong các bài học và các bài luyện trong các chủ đề là phân loại trả ngữ, một trong cái phần kiến thức rất là hay dành cho lứa tuổi tiểu học. Với đây là một trong những cái mảng kiến thức cho các trẻ mới bắt đầu làm quen với tiếng Việt, mở rộng phần tiếng Việt. Trong những bài trước chúng ta đã học những cái bài như là phân loại từ, mở rộng ngôn từ, thành phần của câu, phân loại các quan hệ từ kết nối, từ cái đối của quan hệ. Và bây giờ chúng ta sẽ ta đã vừa mới xem qua cái bài học cái bài phân loại trả ngữ ở trong trong câu.